Cây 5.000 hả? Cây 5.000. Kẹo mạch nha, dâu, đùn. Thấy giống đẹp quá. Nó ngọt mà ngọt đầm đầm chứ không phải là ngọt mà ngọt ấy đâu. Quá đã. Kẹo này ăn chắc ngán luôn quá. kẹo mịt nha, dâu nữa các bạn, rồi ba trái dâu, quết mịt nha lên. Mình nay mịt nha thiệt nữa các bạn, quá đã luôn, dành cho mấy em tuổi thơ. Ba trái dâu này là hơn 5.000 các bạn, cái kẹo này chỉ có 5.000 thôi mà ba trái dâu còn thêm mịt nha nữa. Quá đã luôn. Mình đang thử cho nó ngon nữa các bạn. Nha mình nha, ngon mà ơi. Mình nha có hợp với trái dâu tây nữa, quá ngon. Quá rẻ. Chua chua của dâu tây mà vị ngọt mình nha, ngọt thanh chứ không có ngọt gắt không bạn. Quá đã. Ăn cái nữa mà. Dâu tây chế này chứ dâu tây thiệt nha, dâu tây Đà Lạt thiệt. Này bán cho mấy em học sinh ăn, mấy em khoái. Ngon bổ rẻ. Thêm miếng nữa bạn. Bay chua chua kết hợp với mạch nha, ngọt 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 thanh chứ không có ngọt gắt, quá đã. Kẹo mạch nha. Mới một hối quả nè. Kẹo mạch nha dâu tây. Rồi bán 5.000 trời. Ba cái dâu tây luôn á. Còn bếp mình nha luôn nữa. Bên đó đó, quá rẻ luôn. Cái ông để nghe đó. Ngon, rẻ mà ngon. Em cử vậy. Đó là ngon quá bạn ơi, ngon quá bạn nha.